Sáng ngày 13 tháng 5, đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố do đồng chí Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế làm trưởng đoàn, làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm quận về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, việc triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. Cùng dự về phía quận có đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm quận, lãnh đạo các phường, các đơn vị có liên quan. Thời gian qua, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là đã xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm được tăng cường với nhiều hình thức, góp phần thay đổi nhận thức, kiến thức thực hành của người lãnh đạo, người quản lý, người sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, vận động nhân dân tích cực phòng chống ngộ độc thực phẩm. Quận tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm, đầu tư kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Toàn quận có 993 cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trong đó 78 cơ sở do thành phố quản lý, 141 cơ sở do quận quản lý và 774 cơ sở do phường quản lý. Ngoài ra, trên địa bàn quận có 6 chợ. Trong tháng hành động, toàn quận đã thành lập 11 đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra 230 lượt cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện 7 cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính hơn 30 triệu đồng, buộc tiêu hủy 250 kg nầm lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trên địa bàn quận không xảy ra ngộ độc tập thể. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố, ý kiến thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm quận, đồng chí Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Thường trực Sở Y tế, trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận đánh giá cao những kết quả quận đạt được trong tháng hành động về an toàn thực phẩm. Quận triển khai tốt bài bản từ việc xây dựng kế hoạch, tuyên truyền đến kiểm tra phát hiện, xử lý các vi phạm. Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm quận đã vào cuộc tích cực, chủ động, phối hợp tốt, phân công tổ chức thực hiện cụ thể. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, quận tiếp tục xác định vị trí vai trò quan trọng của công tác an toàn thực phẩm. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận thường xuyên theo dõi đôn đốc, bám nắm hoạt động an toàn thực phẩm trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo, coi trọng công tác tuyên truyền, đổi mới tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tăng cường công tác quản lý các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là kinh doanh thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, bếp ăn tại các trường, các cơ sở kinh doanh thực phẩm quanh trường học, kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai các cơ sở vi phạm, nghiên cứu việc có đường dây nóng để nhân dân có thể tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhân rộng các mô hình trong đảm bảo an toàn thực phẩm.